Bạn muốn sở hữu những món đồ chơi Minecraft ngoài đời thật? Hãy đến với shop đồ chơi Minecraft của anh Lưu Thành. Link để phía dưới phần mô tả. Đi học về... Ôi dồi ôi, đi học về gặp ngay hai con heo là đi học về. Em không về nhà mà em đi ra cả. Em hái bông hoa và hái thêm một bông hoa. Oh, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của anh Bê Quý Thánh nha. Các bạn ơi, mình vừa đi học về ấy, trên vai cặp sách rất là nặng luôn. Mình học vô cùng chăm chỉ nha các bạn. Vì hôm nay là ngày đầu tuần mà. Thứ hai là ngày đầu tuần, em hứa cố gắng chăm ngoan. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thôi thì em không ngoan nữa. Vẫn phải cố gắng ngoan hết cả tuần nha các bạn. Ủa, đang xa xa của anh Bê Quý Thánh kìa các bạn ơi. Mình đi đến đấy đi. Hello, Ajinomoto, Chiboso, Kaibo, Oto, Bột giặt, Omo, Kaio. Cái gì đấy ốc, sao lại đấm anh? Em mới đi học về đó hả? Đúng rồi, em mới đi học về đấy, Bê Quý Thành ạ. Ai ra dạo này học hành chăm chỉ nhờ. Trông như đứa thổ phỉ. À nhầm, trông như nhà trí thức ấy nhờ. Tất nhiên rồi, em là một nhà trí thức tài ba nhá. Thế hôm nay được mấy điểm? Hôm nay có kiểm tra đâu mà được mấy điểm. Thế không kiểm tra. Thế có bài tập về nhà không? Đưa anh kiểm tra sách vở cho cặp xem nào. Ôi dồi ôi, các bạn ơi, trong cặp của ông toàn là đồ ăn đâu ơi. Em đi học kiểu gì mà trong cặp của em toàn đồ ăn, chả thấy sách vở gì thế hả ông? Thì người ta bảo là trẻ con là chỉ có ăn và học thôi. Mình không học được thì mình cố gắng phải ăn chứ biết sao giờ. Anh đi chịu em đi ông ạ. Đi học phải mang sách vở về làm bài tập chứ không phải mang đồ ăn về ăn cả ngày. Người thì trông khác gì thùng phi di động không? Kệ em. Đấy các bạn, anh bảo ốc bao nhiêu lần rồi mà ốc chả nghe. Các bạn đừng như ốc nhá. Mình đi học mình phải mang sách vở về làm bài tập, còn ăn ra ăn, học ra học. Kệ em vẫn học siêu giỏi luôn, để em đánh vần cho anh nghe nhá. Oh wow, sâu sắc con cá xấu sâu thôi, sắc. Thôi, đấy các bạn thấy không? Đấy, triệu chứng của việc ăn nhiều mà lười học đấy là đánh vần toàn sai, học thì dốt. Chả tốt gì cả. Ốc lại đây, anh cho ăn đòn. Không, em không ăn đòn đâu. Học dốt lại còn suốt ngày ăn à? Quật vào cái mông này. Không ăn nữa là được chứ gì. Em sẽ học bài là được chứ gì. Đúng rồi, phải chăm chỉ học hành thì mình mới trở thành tiến sĩ giỏi nhất nước Mỹ. Đấy, hoặc là nhà bác học, hoặc là trở thành chiến sĩ công an hay là bác sĩ gì đấy. Không, em không học đâu. Em chỉ muốn ăn và ngủ thôi. Thế thì em không bao giờ giỏi được. À, anh vừa quật cho em một trận mà em chả nghe gì. Đấy các bạn nhá, các bạn đừng như ốc. Đấy, ốc đúng là đồ bị ngốc luôn. Đứng lại anh bảo. Sâu sắc con cá sấu sâu sắc. Đứng lại anh bảo. Chúng ta đang ở trong thế giới bảo vệ nhà đấy. Em không bảo vệ ngôi nhà của tụi mình cả. Tí quái vật rồi tấn công ấy. Vừa học về là đã quái vật tới tận nhà luôn rồi đấy. Vì cái tội em học dốt, quái vật đâu đến nó bảo là bắt đứa này đi học ấy. Thế á? Thế thì em tiêu diệt quái vật luôn để em đỡ phải đi học nhá. Không, tiêu diệt quái vật xong vẫn phải đi học. Vì anh bắt em đi học. Vì không học sẽ trở thành một người ngốc nghếch và rốt nát đấy. Ui, đây là con gì đây Bê Quý Thánh ơi? Con gì đây nhìn quen quen. Hình như em biết cái con này mà. Em nói cho các bạn đi. Đừng tưởng là anh không biết nhá. Em biết thừa được con gì. Tất nhiên rồi. Nó chính là con FNF Master. Ở trong cái tựa game gì nhỉ? Friday Night Funkin đúng không? Friday Night Funkin. Đấy, đúng là còn gì nữa. Anh thấy em chơi game này ở trên điện thoại sao á? Em lúc nào đã chơi game? Thôi, đấy, lại chơi game hả? Chơi game lại bị quật vì cái tội suốt ngày chơi game mà không chịu học này. Đừng có quật em nữa. Thế thì bây giờ phải làm sao? Phải tiêu diệt quái vật. Không, phải về đi học. À nhầm, tiêu diệt quái vật xong phải về học tập. Học thật là chăm chỉ nhá. Ok con dê. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở chiếc rương ra lấy vũ khí để tiêu diệt cái con quái vật này. Trời ơi, quái vật trong game khác mà dám sang Minecraft lộng hành à, tấn công ngôi nhà của Bưu Thành và ốc à. Quả này à, nó chết to cho mà xem. Ô anh Bê Quý Thành ơi, em không có áo giáp. Ủa, hôm nay người ta cho em cái gì đấy? Hôm nay người ta cho em mặt nạ hacker. Wow, ốc trở thành hacker trong game à? Không, em sẽ không trở thành hacker đâu. Vì em học rất là dốt, lại còn ngáo ngơ đến kia đòi làm hacker, đúng không các bạn? Em học dốt nhưng mà được cái là em không thông minh. Học dốt thì chẳng là không thông minh ở đấy các bạn. Chịu ốc luôn đấy. Rồi các bạn ơi, các bạn đừng quên like này, bấm đăng ký kênh để ủng hộ anh Hoàng làm thêm thật nhiều video nhé. Và hôm nay anh đã trở thành một cái con gì đấy? Ui ốc ơi, anh trở thành một
Nàng tiên kiều màu hồng thật là nam tính. Nàng tiên kiều màu hồng xứng đáng bị ăn một phát kiếm của ta. Úi dồi, uầy, ông có thanh kiếm trông oách xách thế, đen xì lại còn óng ánh lấp lánh này này, các bạn chuẩn bị thấy nhá. Đấy, uầy, xịn thật sự. Tất nhiên rồi, anh có vũ khí gì? Anh á, anh cũng có một cây kiếm, nhưng mà không biết kiếm hay là cái gì đây. Rất là xịn các bạn, hai lưỡi luôn. Trời, nhưng cái này ngắn hơn cái của em. Ừ, kệ đi, nhưng mà nó rất là mạnh đấy, cũng óng ánh lấp lánh như của em luôn, xịn. Ủa cái gì đấy ông? À, em có cái quyền trượng đầu lâu bảy màu đầu Whizzer đấy, anh cũng có đấy nhá. Em đừng có mặt trêu anh cũng bắn em được đấy nhá. À thế à, em tưởng mỗi mình em có. À thế làm sao mà. Rồi ăn táo vàng cái. Ui, 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 anh mình chết queo luôn rồi. Ui các bạn ơi, đồng đội của anh đấy, toàn tiêu diệt nhau thôi. Đấy, đúng là đồng đội ngu thì rất là khổ. Ăn quả táo vàng cái đã. Thế đấy, có súng không? Anh cũng có súng nhá. Đấy, xem đây này. À, con kiều này. Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Wow, súng ngầu phết đấy. Nhưng mà có ngầu bằng súng của em không? Súng laser đây nè. Đây à, xịn phết nhờ. Thôi được rồi, anh mở chiếc rương thứ hai ra đây. À, rất nhiều Lucky Block luôn. Tụi mình lại đi đập Lucky Block kiếm thêm đồ đi ốc. Ok. Ừ, hy vọng hôm nay anh sẽ là người may mắn. Còn ốc cực kỳ đen đủi. Ốc ơi, anh có món quà tặng em này. Nhân ngày em học rất là dốt. Ui, mù phù thủy. Mù phù thủy xa. Ui, mù phù thủy bị ám ảnh kìa các bạn kìa. Ui, mù phù thủy gì mà lại có cả chân nhện nè các bạn. Bắn mù phù thủy luôn. Ui, mù phù thủy rất là trâu bò luôn các bạn ạ. Trâu bò thì cũng tuổi gì sánh vai với em. Ui, bà ta có cái chân con nhện ảo thật đấy ông ạ. Ờ, nhưng mà thôi em đã tiêu diệt được bà đấy rồi, còn đâu nữa. Ấy, bà đấy chắc tu luyện phép thuật gì để trở thành yêu tinh nhẹ nhẹ xong rồi tấn công em đấy. Ừ. Rồi bây giờ anh sẽ đặt hết Lucky Block đây để hai đứa cùng đập nhá. Xem hôm nay ai là người may mắn. Đập Lucky Block đi, đầu óc bị ngốc. Ok. Úi giời. Đâu, em đập được cái gì ấy? À, cái giếng à? Chui vào xem được cái gì không? Thế là xin vĩnh biệt. Ơ, thế mà ốc không chết. À, ốc trốn trong cái giếng bảo sao? À, em thông minh lắm, chỗ này rất nhiều máu nhá. À, nhưng mà chứng tỏ em là đồ đen đủi ngày hôm nay rồi. Xem anh nha, anh chỉ làm một lần đấy. Ôi dồi ôi, ra mấy cục len. Ôi dồi ôi, về mà đan len nhá, cô gái Bê Quy Thành. Đan len cũng màu hồng luôn các bạn ạ, ảo thế đấy. Rồi ốc đập đi. Ôi à, các bạn ơi, ốc đúng đen đủi thật sự luôn, đập chết cả anh à. Các bạn ơi, về đây đi. Úi giời, không chơi với ốc nữa nha các bạn. Mình phải đứng xa xa là đứng gần ốc, đôi khi chả hiểu chuyện gì mà mình tự nhiên bị chết đi. Thế anh đập đi. Đúng là cái phết, xem anh đây. Đấy. Úi dồi ôi, anh còn đập được ra đồ ăn, còn ăn còn ngon hơn là việc bị nổ bom chết. Nhìn đây này. Úi rơm. Ông ăn rơm đi, em trở thành con bò con trâu à. Không. Hacker, đập đi. Hacker ăn rơm, xem đây này. Wow. Trời ơi, một cái áo giáp kim cương xanh liết luôn, anh sẽ mặc vào. Wow, hôm nay anh có bộ áo giáp kim cương mạnh luôn các bạn. Em sẽ đập được vũ khí cho mà xem. Ui các bạn ơi, ông lại làm anh chết rồi. Xin vĩnh biệt. Ui các bạn ơi, ông cứ làm anh chết thôi. Lúc thì tạo ra quái vật, lúc thì TNT nổ các bạn ạ. Anh hôm nay hứng hết cái đen của em rồi. Em tránh xa anh ra, anh bảo em tránh xa, anh bảo em tránh xa anh ra cơ mà. Em tránh xa mà, nhưng mà tại vì là anh đứng đúng chỗ em đập Lucky Block à. Chịu em rồi các bạn đấy, anh toàn đi chết thuê ngày hôm nay thôi, một cái cả mình, xem anh đây. Wow. Một cây cung xịn sò, cây cung may mắn luôn. Mỗi tội là không có tên để bắn, cay nhỉ. Nhìn đây. Rồi anh đứng xa lắm rồi ốc ạ. Lại là rơm. Ốc tạm đập được rơm với quái vật thôi. Với TNT nó xem anh đây. Sợ quá ha. Wow. Một thanh kiếm siêu xịn sò. Thanh kiếm của siêu anh hùng. Trời ơi, bên Quy Thành đập được vũ khí, còn em không đập được. Em phải đập được vũ khí mới được. Lại cái giếng thôi, chạy chạy đi các bạn. Cái giếng của ốc là nguy hiểm lắm nha. Nhảy vào cái giếng luôn.
Ui, biết ngay bà lại TNT kìa. Trốn ra cái giếng chả việc gì. Bực kết cả mình đấy các bạn thấy không. Ốc hôm nay điện dã man con Nga luôn. Xem anh đây này. Bom. Ui, cũng là cái giếng, xem cái giếng của anh có đen những cái giếng của ốc không nhá. Ôi dồi ôi, ra toàn khoai tây. Nhưng mà ít ra còn không ra TNT như em. Ra TNT nó nổ cho ngu si cả người ra ấy. Thôi thôi thôi. Nhưng mà vẫn chán, em chả có đồ. Chúng ta đi vào trong nhà đi đã. Con quái vật nó đến bây giờ đấy. Em không có đồ đấy là em bị gà thôi. Em bị đen đủi thôi chứ anh đập được cả áo giáp kim cương, kiếm kim cương, kiếm siêu hùng siêu lợi hại luôn á. Cho em cái kiếm đi. Không, không cho đâu. Rồi, đợi quái vật đến đi ốc. Tăng 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 ta ta tăng ta tăng. Cái gì đấy ốc? Sợ đánh anh thế? Anh đừng luyện võ nữa, hãy ra tiêu diệt quái vật đi. Ờ, anh nhảy bà ốc để bảo anh luyện võ. Ơ, nhảy kiểu gì mà upa. Nhớ trong nhà xem quái vật đến chưa? Quái vật đen xì đã đến rồi. Ui, nó kìa hả các bạn? Ui, cái đầu nó lắc lắc kìa các bạn. Ảo thế đấy. Con này nó đang tham gia ban nhạc à? Yeah. Ui, ông bắn cái trượng kia vào đầu nó nổ bảy màu luôn các bạn. Ui. Ông ơi, để anh giúp em cho nó quả lựu đạn. Ui, nó ngồi trên thuyền, nó nhảy luôn kìa. Ôi dồi, này này, ngồi trên thuyền. Ây à, ui, anh ơi, nó đánh cháy nè. Ui, các bạn ơi, ui. Thanh niên này bị làm sao không ạ? Bị làm sao? Ui, trông nó kinh quá ông ơi, tránh ra, tránh ra. Tránh ra. Ui, bắn hụt luôn các bạn. Mau cứu em đi nè. Ui, nó đấm cháy hả ốc? Nó đấm cháy luôn. Rồi, kiếm siêu anh hùng của anh, tránh ra. Ừ, mau đánh kiếm siêu anh hùng đi. Ấy, thấy gì chưa, anh chém phát ra bay đá. Chiến binh kiều hồng, chưa có chồng. Ai nhầm, chiến binh kiều hồng rất là bảnh bao. Chém người, ui, 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 ui. Nó mạnh quá, ui, cứu anh, cứu anh. Em vừa đánh quyền trượng vào nó. Ui, nó đánh một cái mất mấy tí máu luôn. À, chết đi. Ui, bắn hụt, bắn hụt. Tránh ra, tránh ra, ơ, mình còn cái gì nữa không ta? Vũ khí của mình đâu? À, đây 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 đây. Cứu cứu cứu, nó sắp chết rồi. Yeah, kiếm hai lưỡi, lưỡi trước lưỡi sau để chém nhau. Ngươi tuổi gì mà đấu với ta con quái vật này? Anh ui, cái mồm của nó kinh quá ông ạ. Yeah. Yeah. Wow, đánh nhau đi. Hai đánh một không chột cũng què. Ôi ông ơi, cẩn thận chém cả vào anh ông nhá. Ok ok. Em toàn là chém linh tinh trưởng thôi đấy. Dạ, yeah, cứu em lại bị nó đánh rồi. Không được bắt nạt đâu. Ui, nó đấm ốc không chuẩn phát nào các bạn. Nổ nè. Ui, ông ơi, em dùng súng laser tiêu diệt được nó luôn rồi hả? Wow, thật là bất ngờ luôn. Không ngờ nó yếu xìu thế. Một vài trường súng laser của em là nó tiêu đời. Nhưng mà súng laser của em cũng mạnh đấy chứ, không bình thường á. Đánh tay không chắc đánh từ giờ Tết sang năm nó cũng không bị làm sao đâu. Tất nhiên rồi, với lại quyền trượng của em cũng siêu mạnh và cả cái kiếm to này nữa. Ồ, dù sao chúng ta tiêu diệt được cái con FNF Monster rồi các bạn ạ. À. Yeah. Ừ, từ game khác dám sang Minecraft lộng hành. À, đáng đời nhà ngươi chưa? Rồi, còn bây giờ anh Quân Hành và chị Ốc sẽ dừng video tại đây thôi. Vì cái con quái vật hôm nay nó tấn công nhà, nó bị tiêu diệt rồi. Ốc rất là giỏi nhá. Nhưng mà học hơi rốt. Thôi, về học hành đi ốc. Ờ, ok con dê. Vẫn đấy. Đeo cặp trên lưng nhưng mà vẫn tiêu diệt quái vật đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, ảo thế đấy các bạn ạ. Rồi, các bạn cũng nhớ học hành chăm chỉ nhá. Để sau này chúng ta có thể thực hiện được ước mơ của mình. Còn bây giờ, bye bye.